mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 31 trang 124-125. Chính tả, nghe viết. Thì hôm nay các em sẽ nghe cô đọc chính tả viết một bài thơ gồm có 4 khổ thơ. Bài thơ Nghe lời chim nói. Rồi bây giờ các em chuẩn bị tập và viết nghe cô đọc chính tả nhé. Rồi chúng ta bắt đầu. Đầu tiên các em sẽ viết tựa đề. Nghe lời chim nói. Nghe lời chim nói. Rồi các em xuống dòng viết khổ thơ đầu tiên. Tức là các em sẽ chừa một dòng và các em sẽ bắt đầu viết khổ thơ thứ nhất. Lắng nghe loài chim nói. Lắng nghe loài chim nói. Lắng nghe loài chim nói. Xuống dòng. Về những cánh đồng quê. Về những cánh đồng quê. Về những cánh đồng quê. Xuống dòng. Mùa nói mùa bận rộn. Mùa nói mùa bận rộn. Mùa nói mùa bận rộn. Xuống dòng. Đất với người say mê. Đất với người say mê. Đất với người say mê. Chấm. Xuống dòng, các em qua khổ thơ thứ hai, các em chừa một dòng khoảng trống. Rồi các em sẽ viết khổ thơ thứ hai. Lắng nghe loài chim nói. Lắng nghe loài chim nói. Lắng nghe loài chim nói. Xuống dòng. Về thành phố phải tầng cao. Về thành phố phải tầng cao. Xuống dòng. Về ngăn sông phải bạc núi. Về ngăn sông phải bạc núi. Xuống dòng. Điện tràn đến rừng sâu. Điện tràn đến rừng sâu. Điện tràn đến rừng sâu. Chấm. Các em xuống dòng, các em chừa một dòng qua khổ thơ thứ ba. Và bạn bè nơi đâu. Và bạn bè nơi đâu. Và bạn bè nơi đâu. Xuống dòng. Và những điều mới lạ. Và
Những điều mới lạ. Ba chấm. Và những điều mới lạ. Ba chấm. Xuống dòng. Cây ngỡ ngàng mắt lá. Cây ngỡ ngàng mắt lá. Cây ngỡ ngàng mắt lá. Xuống dòng. Nắng ngỡ ngàng trời xanh. Nắng ngỡ ngàng trời xanh. Nắng ngỡ ngàng trời xanh. Chấm. Các em xuống dòng. Qua khổ thơ thứ 4. Các em chừa một hàng qua khổ thơ thứ 4. Thanh khiết bầu không gian. Thanh khiết bầu không gian. Thanh khiết bầu không gian. Xuống dòng. Thanh khiết lời chim nói. Thanh khiết lời chim nói. Thanh khiết lời chim nói. Xuống dòng. Bao ước mơ mời gọi. Bao ước mơ mời gọi. Bao ước mơ mời gọi. Xuống dòng. Trong tiếng chim thiết tha. Trong tiếng chim thiết tha. Trong tiếng chim thiết tha. Rồi xuống dòng, các em viết ở bên góc tay phải. Nguyễn Trọng Hoàn. Nguyễn Trọng Hoàn. Nguyễn Trọng Hoàn. Rồi như vậy thì các em đã viết xong phần chính tả. Các em nhớ kiểm tra là lỗi chính tả nha. Thì ở đây có phần giải thích từ ngỡ ngàng, tức là ngạc nhiên trước những điều mới lạ. Rồi bây giờ các em sẽ qua bài tập số 2. A. Tìm 3 trường hợp chỉ viết với L không viết với N. Ví dụ làm không có làm. Tìm 3 trường hợp chỉ với N không viết với L. Ví dụ này không có lầy. Thế là các em sẽ suy nghĩ và tìm từ phù hợp với yêu cầu của từng câu. Thì câu đầu tiên, 3 trường hợp chỉ viết với N, L không viết với N thì có là ví dụ như là lời lẽ nè, lung linh, lẳng lặng. Đó là những cái từ, ba cái trường hợp viết với L mà không viết với N. Rồi tiếp theo, trường hợp chỉ viết với N không viết với L, ví dụ này. Và còn nữa đó là nói năng nè, núng nính, nũng nịu, vân vân. Đó là những cái trường hợp chỉ viết với N không viết với L. Rồi tiếp theo câu B, ba từ lấy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi. Ví dụ nghỉ ngơi, ba từ lấy
Bắt đầu tiếng thanh hỏi, có tiếng thanh hỏi ví dụ như là nỉ non, rồi tỉ mỉ, lẩm cẩm, vân vân. Đó là những cái tiếng có thanh hỏi. Rồi tiếp theo ba từ lấy bắt đầu tiếng có thanh ngã. Ví dụ nghỉ ngơi, nghỉ ngợi. Thì ngoài nghỉ ngợi thì có là rũ rượi, rã rời, lã chả. Đó là những cái tiếng bắt đầu, những từ lấy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã. Như vậy câu số 2 các em sẽ trình bày như sau. Ba trường hợp chỉ viết với L không viết với N, như là lời lẽ, lẳng lặng, lung linh. Ba trường hợp chỉ viết với N không viết với L, như là nói năng, nũng nỉnh, nũng nịu, nũng nịu. Rồi ba từ lấy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi như là nỉ non, tỉ mỉ, lẩm cẩm. Ba từ lấy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã như rũ rượi, rã rời, lã chả. Rồi tiếp theo câu số 3. Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn. Tức là các em sẽ chọn những cái tiếng trong ngoặc đơn, chọn những cái từ ngữ trong ngoặc đơn phù hợp để mà hoàn thiện đoạn văn. A. Băng trôi. Ở đây có từ núi, lúi núi. Băng trôi lớn thì có sẽ là núi, núi băng trôi chứ không có lúi băng trôi. Núi băng trôi nhất, lớn nhất, trôi khỏi Nam Cực vào năm 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31.000 km vuông. Núi băng này, lớn bằng nước Bỉ theo Trần Hoàng Hà. Như vậy thì ở đây là các em sẽ chọn là núi băng lớn nhất và Nam Cực năm 1956. Rồi núi băng, băng này lớn bằng nước Bỉ. Rồi câu B, sa mạc đen. Nước Nga, ở nước Nga, ở thì phải là dấu hỏi. Ở nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này cũng màu đen. Cũng ở đây là cũng màu đen, các em sử dụng là dấu ngã. Khi bước vào sa mạc người ta có cảm giác, cảm hỏi, cảm dấu hỏi giác đến biến thành màu đen và cả thế giới đều màu đen. Cả em sẽ dùng là dấu hỏi. Như vậy các em trình bày lại câu số 3 như sau. Đầu tiên A. Băng trôi. Núi băng trôi lớn nhất trôi khỏi Nam Cực vào năm 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31.000 km vuông. Núi băng này lớn bằng nước Bỉ. B. Sa mạc đen. Ở nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này cũng màu đen. Khi bước vào sa mạc người ta có cảm giác bị biến thành màu đen và cả thế giới đều màu đen. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.